Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Cùng video hôm nay Thanh Phú cũng chia sẻ một số bonsai tại nhà vườn. Là người em Phạm Đình Giỏi cũng có xuống tham gia triển lãm sinh vật cảnh chi hội 30 tháng 4 của Tuy Phước. Cũng nhân dịp này Thanh Phú cũng ghé qua cũng như review và chia sẻ một số tác phẩm bonsai hiện có để gửi đến quý vị cùng anh chị em cùng thượng lãm và giao lưu. Đấy thì phía trước khung hình của quý vị cùng toàn thể anh chị em có một đôi xanh Nam Điền. Đây là cây rin, một đôi xanh khá là đẹp mắt. Bên này là một tác phẩm cây trắc bá diệp. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có nhà ý, có quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại có trên màn hình hoặc kết bạn Zalo để tham khảo thêm với nhà vườn về thông số kích thước và về giá. Thanh Phú thấy đôi xanh Nam Điền này khá là đẹp mắt quý vị. Anh chị em mình cùng nhấc máy lên và tham khảo. Rồi, và Thanh Phú sẽ đi vào chi tiết chia sẻ bonsai, đo kích thước cũng như thông số của cây, sau đó cũng có báo giá từng cây. Quý vị cùng toàn thể anh chị em mình xem và ủng hộ nhà vườn. Đôi xanh đẹp quá quý vị, tuyệt vời một đôi xanh. Anh chị em mình có nhà ý thì cứ liên hệ với nhà vườn nha quý vị. Rồi, một tác phẩm linh sam đi. Mình chia sẻ một tác phẩm linh sam. Trước đấy thì Thanh Phú đã đánh mã số, tức là mình cho là mã số 1 đi, để quý vị anh chị em mình dễ nhận ra cây theo mã số, nhà vườn cũng dễ giao cây. Tàn mịn em, tàn khá là mịn hết rồi. Già cây, già cốt. Đây là thân, rất là già. Đây là mặt đế, vì cán, vì râm. Cái này khá là dày rồi. Sắp tới thì nó cho lọc non rồi bung hoa. Chính cả cái bộ tán này thì tuyệt vời. Rồi chắc mình chia sẻ kích thước đi. Mình đo kích thước đi, để anh chị em nắm bắt được cái thông số của cây, cũng dễ giao luôn. 50 hoàn thân. Về tán. Tán đó là 95. Tán là 95. Cao từ mặt chậu. Cao 60. Báo giá cả nhà mình là 25 triệu. 25 triệu. Dạ. Tác phẩm linh sam mã số 1. Đây đang chuẩn bị cho ra bông. Bắt đầu là hoa ra cả cây. Ở đây nó nằm dưới cái cây. Hoa ấy nên nó rụng xuống. Đấy, rất là dày tàn rồi. Thanh Phú qua bên này anh chị em cùng xem cho rõ hơn. Đấy, cốt cành cũng khá là liền. Tác phẩm này nuôi dàn cán cũng khá là lực, rất là lực cây. Tàn đa. Bộ tán này mà phun hoa nữa thì tuyệt vời em ha. Rồi, đây là mã số 1 quý vị. Tiếp theo, mã số 2. Đây là cần thăng. Bộ cốt này cũng khá là duyên dáng. Khá đẹp mắt bộ cốt. Tay cầm già hết rồi. Già. Yeah. Đấy, cũng có thể là cần thăng thường nó già nó lên cốm quý vị. Đấy, nó già. Cái đoạn lắc này rất đẹp. Về râm, tán, phân cũng rõ ràng hết rồi quý vị. Cốt đi cũng rất là khéo. Đấy anh chị em xem bộ cốt.
đường cốt nó chạy khá là đẹp mắt. Cốt cành cũng khá là to hết rồi. Đấy, cái tác phẩm này thì một người bê nặng đó quý vị. Mặt đế cũng khá là đẹp. Lắc cái đoạn này phải nói là rất là duyên dáng. Rồi, em đo kích thước. Hoành thân. Thân 27. 27. À, cái nơi đoạn, cái đoạn này nó đoạn ngay thước. À, đây là 27. Tàn nó là 70. Tàn là 70. Cao mình đo từ mặt chậu. Đấy, đo từ mặt chậu đo lên. Cao 40. Cao 40. Cái này báo giá với cả nhà là 10 triệu rưỡi. 10 triệu 500. Và để Thanh Phú nói thêm là tức là cây đi theo chậu. Dạ. À, chậu đi theo cây đúng không? Dạ, dạ, dạ. À, có nghĩa là cây đứng trên chậu là đi dạ. Nguyên bộ như vậy. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Đây là mã số 2 Cần Thăng. Tiếp theo, mã số 3. Mã số 3 là Sam. Cái Sam cũng khá là già, hàng mini. Bỏ bàn. Đèn trái. Trái full cây rồi quý vị, hàng mini. Ở mình xây xây cái đó qua. Đấy, nó rất là già. Dòng này nu thân. Thân nu khá là nhiều. Thấy dần xương, dần râm. Quá ok rồi quý vị. Rồi, ok, em để xuống em đo dùm kích thước. Già cây cho nên nó già, quá già rồi. Đấy, mình đo nó cái hoành sẽ này. Cao tiền hơn cái hàng cây non một chút nha cả nhà mình. Tất nhiên rồi, cây già thì cái hơn cây non. Hoành thân nó 13. 13, hoành thân. Hoành ngang đây là 13. 13. Rồi, mình đo cái phần tán nó rớt bao nhiêu. Cái đây là một cây đổ treo rồi nè. Tàn nó 30. 30. 30 tàn. Vô mình bỏ bàn ngắm trái nó rất là nhiều trên cây. Đấy. Do đi xuống bữa trước nó khô nước á, cho nên là một số lá nó chuyển sang màu màu vàng. Cây này vừa nước non lại là nó tỉnh lại là nó ra lọc non lắm. Đúng rồi. Dạ. Quá trình vận chuyển. Anh em giao lưu cả nhà mình 9 triệu à. 9 triệu, mã số 3. Sam trái. Rồi, tiếp theo mã số 4. Mã số 4 này cũng khá là đặc sắc quý vị. Sam, một cây sam đang bắt đầu cho trái. Cốt hay quá em. Cốt đẹp quá. Xây kích bưng bê. Đây là trái nè quý vị. Vụ đợt trước trái rất là to. Tiếp tục. Cốt quá tuyệt vời. Về dần xương. Xương cũng như dần râm. Anh chị em mình xem nó cũng khá là dày hết rồi. Em xây được không? Mình xây được không? Đây mình bê qua, mình xây qua cho anh chị em xem luôn. Đấy, đấy được rồi đây. Đứng im đi, đứng im đó. Đấy anh chị em mình xem. Quá dần xương dần râm, rất là dày. Cây hết kẽm rồi. Là không không còn nhôm kẽm bên trên. Ủa, của cốt đẹp mắt quá. Rồi em để xuống đi. Rồi, tiện thể cái mình chia sẻ kích thước luôn. Đo ngang ngang này là 34. Hoành ngay cái đoạn thước á. Đoạn thước. Nghèo. Tàn là 60. Tàn 60. Cao 35. Cao 35. Mình đo tổng cái hoành đế luôn nè. Tổng cái hoành đế sát cái mặt chậu. Hoành đế này khá đẹp.
xuống luôn, xuống hết luôn, bên kia còn đó, tổng cái bộ đế luôn đi thì cũng có thể anh chị em mình dễ đế, biết tổng đế là 65 65 đấy, cũng chưa hết thước rồi. Ok, đây là mã số 4. Cái này báo giá cả nhà mình là 35 triệu nha. 35 triệu cây khai thác mã số 4 sâm núi trái, rất đẹp mắt. Anh chị em mình nhớ mã số, để ý mã số. Tiếp tục mã số 5 cũng là sâm, một cây sâm trái, một cây sâm trái hàng nuôi trồng đó. Đây là hàng nuôi trồng nhưng mà rất là già, già cây già cốt, già đổ nu quá rồi. Cái này nó vót lên trên dì tán luôn, rất là dày, dì tán dày tàn hết rồi, khá là đẹp mắt. Một cái tỷ lệ kích thước hàng bưng bê, đặc biệt là về độ già, quý vị phải nói là nuôi cái độ già nó quá lâu, già thôi nuôi cục hết rồi, quá tuyệt vời. Rồi được rồi, để xuống. Chắc phải là mình đo cái hoành trên cổ thân quá. Hoành đo ngay thước này, đo hết thước là 26. 26. Đấy là hoành ngay thước. Nó có đế nở nha quý vị. Đế nó nở rồi chứ mà đo ngay hoành đây. Cao đó là 38. Cao 38. Cây này dàn râm nó quá dày rồi quý vị. Tàn nó 52. Tàn 52. Đấy, dàn râm dàn xương nó quá dày rồi. Đây là mã số 5. Số 5 có báo giá không em? Cái đó 40 triệu. À, 40 triệu mã số 5. Một tác phẩm sao. Và tiếp theo là mã số 6, linh sam. Này hệ cúc lùng quý vị. Cán to rồi. Cái tỷ lệ cây này cũng khá là đẹp mắt. Anh chị em cùng xem cái cán nuôi là rất là to. Đặc biệt là trên cái chủ này, nó vót lại bé xíu thôi. Rất đẹp cây. Mặt đế là cốt. Kiểu giống như tựa tựa cái búp măng đây. Quá đẹp mặt. Rồi mình chia sẻ cái kích thước. Hai mươi bảy hoành đoạn ngay thước. Đây là 27. Rồi ok. Đó là 56. Tàng 56. Cao 30. Cao 30. Tỷ lệ quá đẹp. Ở đây giá 7 triệu quá. 7 triệu mã số 6 linh sam. Rồi và tiếp theo cần thăng. Cần thăng quý vị. Dưới này là phần mặt đế dàn chân. Chân đứng rất là hay. Ở lên cái đoạn trên này nó vặn, vặn thân. Đây, nó vặn lên đi trên này quý vị. Đoạn trên này rất là to hết rồi. Dần dần xương, dần cán, dần râm. Tương đối cây này khá là dày. Đẹp chỗ này quá. Chỗ này nó vặn đi rất là đẹp. Tỷ lệ kích thước cây này nó cũng hay lắm quý vị. Rồi, mình chia sẻ về kích thước. Thân 32. Thân 32. 32. Tàng 80. Tàng 80. Cao 65. Cao là 65. Mã số 7. Cần thăng. Mình giao lưu bao nhiêu? Giao lưu cái này giá 11 triệu. 11 triệu quý vị.
Cần Thăng, mã số 7. Đấy, liền hết rồi ha. Liền hết rồi. Rồi, ok, tiếp theo. Hàng bưng bê, mã số 8, Đinh Sam. Được rồi, em để đó đi, không sao. Để ngoài chờ sáng này, để ngoài sáng đi. Để ra sáng này. Tàn dày to hết rồi không, nhưng mà đổ hoa nữa là tuyệt vời anh, dàn bệ đẹp kia chưa, mini mà lùng lực đấy, quá đẹp, làm mấy cái cán này cũng kỹ ha, tay kỹ rồi. Rồi tiếp theo mình đo kích thước. Nơi đoạn cổ thân 23. Đây, điểm đây là 23. Đoạn ngay cổ thân. Tàn 45. Tàn là 45. Cao 25. Cao là 25. Mã số 8. Giao lưu giá 6 triệu. 6 triệu, mã số 8, Linh Sam. Rồi, tiếp theo là Mai Chiếu Thủy, hàng mini. Đây. À, mình đổi vô đây ha, đổi vô đây cho quay cho rõ hơn. Đây anh chị em mình xem mini. Dàn râm nó cũng mình tích hết rồi. Hoa hóa nhiều trên cây. Kín cả một cây hoa, bỏ bàn mini. Bộ tán này dày hết rồi, cả lá dày rồi. Rồi mình đo kích thước luôn. Đây là mã số 9 phải không? Mã số 9, Mai Chiêu Thủy mini của gì? Thân là 18. Tàn là 24. Cao 25. Cao là 25. Này giao lưu giá 4 triệu. 4 triệu, mã số 9, Mai Chiêu Thủy. Đây là mã số 10, Sam trái. Cây này full trái đó quý vị, full trái luôn, kín cả cây rồi quý vị. Dàn tán, dàn tàn, gốc, trái quá nhiều trên cây, kín cả cây hết. Tất cả các chi tán anh chị em mình xem nó cũng đi vào chế độ hết rồi. Rồi mình đo cái kích thước. Thân 12. Độ phủ tán. Phủ tán 55. 55, độ phủ tán. Cái này em báo giá 12 triệu. 12 triệu. Đây là mã số 10. Sam trái. Hàng ra kẽm đi cho được luôn á. Đúng rồi, ra kẽm luôn được rồi. Sắp tới mình tháo kẽm được rồi nè. Dạ, ra hết kẽm luôn. Tàn nầu mịn hết rồi quý vị. 12 triệu Sam trái mã số 10. Để anh lui xa hết cái bóng để anh chị em ngắm đôi xanh này, quá đẹp quý vị. Một đôi xanh Nam Điền đẹp mắt. Đấy quý vị, anh chị em mình cùng tham khảo đôi xanh này. Đôi xanh Nam Điền quá đẹp mắt. Rồi tiếp tục là Linh Sam, một tác phẩm Linh Sam thì Thanh Phú chia sẻ đây anh chị em mình ngắm. Cúc bay khá đẹp mắt. Đấy quý vị, thì đôi khi không gian nó cũng không cho phép anh chị em mình xem video cùng thông cảm.
Thành Phú sẽ cố gắng quay chi tiết rõ hơn để anh chị em mình cùng xem. Đấy, một cái tác phẩm linh sao của bộ cúc bay. Cái này hàng khai thác đó, sông Hinh Rin đó. Sông Hinh Rin, hàng khai thác. Anh chị em mình để ý cái bộ tán nó dày mịn hết rồi. Bộ tán quá đẹp. Để Thành Phú qua bên này gần hơn anh chị em mình cùng ngắm. Đấy, dưới phần đế thân có một số lũa của thiên nhiên. Tất cả các cái đây giờ mạch da nó bo lại rất đẹp. Rồi, về kích thước. Em đo dùng kích thước. Em cứ đo đi. Ngay đoạn thước 40. Kích thước 40. Hoành ngay thước. Tán là 1m05. Phun tán 1m05 quý vị. Về chiều cao từ mặt chậu. Mặt chậu lên 70. 70. Một cái size này cũng khá là lớn. Về tác phẩm bên đấy là mã số 11 phải không em? Mã số 11 quý vị. Linh Sam. Sông Hinh Rin. Bao nhiêu em? 70 triệu. Mã số 11. Một tác phẩm Linh Sam Sông Hinh Rin giá 70 triệu. Rồi, tiếp theo em. Qua đây lên đây. Qua đây em bông luôn. Qua đây em được không? Rồi, được rồi, em đứng đó em quay đi, anh bên này quay qua thấy mà. Nhưng mà nó cũng không hết. Qua bên này luôn. Vậy ha. Dạ. Rồi rồi rồi, ok. Để Thành Phú qua bên này anh chị em mình cùng xem luôn. Cái bể xanh đẹp quá quý vị. Đây, tác phẩm Linh Sam mã số 11 vừa rồi quý vị. Cái form dáng khá đẹp mắt. Rồi, tiếp mã số 12. Mã số 12 cũng là Linh Sam. Cũng đang bắt đầu cho hoa rồi. Đây giờ bị cốt. Cái này lực cốt. Dàn râm cũng như dàn cán nó tàn nó mịn dày hết rồi quý vị. Do nằm dưới một cái cây gì đây, cái đó là cây hoa gì không? Cây hoa gì nó rớt này? Lên là cây cây hoa gì? Cái me tây á. Me tây nó rớt cái hoa này quý vị. Me tây cho nên nó rớt hoa nó cái nó dơ, nhìn nó dơ cây. Đúng từ rồi. Mặt chậu cho nên mặt cây nó dơ, hoa nó nhiều quá. Không sao đâu mà. Rồi em xây qua cho anh chị em ngắm. Đây quý vị, cốt cũng khá là đẹp, dàn cán dàn xương. Rồi ok em. Ô dàn tàn quá mịn hết rồi quý vị, xem cái bộ tán này nó tuyệt vời không. Rồi được, ok em. Không gian cũng hơi quá chật hẹp, cả nhà mình thông cảm cho một chút. Rồi mình đo kích thước đi em. Giá là 15 triệu nhé. Chú đo mà. Không sao, em cứ đo kích thước đi. Hoành 48. Đấy quý vị, hoành ngay thước nè. 48. Rồi, ok. Tổng bộ tán. Tán 75. Tán là 75. Cao 43. Cao 43. Báo giá đó cả nhà mình, giá 15 triệu. 15 triệu, mã số 12. Linh Sam. Chị em để ý mã số.
Tiếp theo là mai chiêu thủy. Mai chiêu thủy này cũng lùng lực. Đâu đây em để đi, anh Phú quay. Lùng lực hệ cúc lùng quý vị. Dày tán hết rồi em, quá dày rồi. Mình tán hết rồi. Cái cốt cũng khá đẹp, thì cốt lục. Cái tỷ lệ kích thước cái cốt này rất là đẹp. Đấy, bộ tán nó mình hết rồi. Mình xây được không? Mình xây qua cái. Rồi, được em, để đó đi, để đi. Cũng khá là nặng đó quý vị. Một người bê nặng đó. Ôi, mặt này quá đẹp luôn ha. Đó, mặt sâu. Qua wow, mặt sâu mà cũng tuyệt vời nè. Nó nạt cốt mà. Rồi, ok em. Dần tán. Rồi, được rồi. Rồi, mình đo kích thước luôn. Đây là mã số 13, mai chiêu thủy. Hành nó 51. 51. Ồ. Tàn 60. Tàn 60. Cao 45. Cao là 45. Đây là mai chiếu thủy da đen. Da đen. Lá lớn cả nhà mà. Da đen lá lớn, mai chiếu thủy. Này báo giá với cả nhà mình giá 15 triệu nha. 15 triệu. Mã số 13. Rồi, ok em, tiếp tục. Cốc. Một cái phôi cốc. Một cái phôi cốc cũng khá là nghệ thuật quý vị. Khéo bộ cốt. Thành Phú mời anh chị em mình xem bộ cốt. Cái mặt đế nó cũng khá là cầu kỳ ha. Đi lên cái đoạn thân. Nó tạo nên một cái những cái này rất là đẹp. Lên đây. Ở phía bên này nó có một cái tử quý vị. Thấy anh chị em mình xem bên này nó có một cái tử này. Để Thành Phú qua bên này để anh chị em mình xem. Hay mà. Khéo hai mặt mà. Thấy quý vị, nó rất là khéo hai mặt. Phải nói là mình sắp tới mình ghép cái cốc thái vô ha. Ghép cốc thái vô đây. Cái nó rớt trái xuống đây nữa là thôi quá là tuyệt vời quý vị. Đấy. Rồi, mình đo cái kích thước đi em. Đây là mã số 14 quý vị. Nếu mà đo cái nồi thì chắc ta cũng hơi bị khó đây chứ. Đó, mình cố gắng mình đo cái hoành vậy đi. Đo cái nồi. Đó, cái hoành nồi đây là nó tới 105 à. 1m05. Đấy thì mình cũng hào cái thông số kích thước. Cái đoạn này thì nó quái này. Đứng rồi thì cả nhà mình có thể mừng được. Đấy. Chứ bây giờ đo thì làm nó tại nó quái nên mình biết đo ở chỗ quái này. Nhiều nhiều đoạn mà. Rồi mình đo chiều cao. Cao 75. Cao 75 quý vị. 18 triệu. 18 triệu. Một cái phôi cốc mã số 14. Phôi cũng khá là đẹp quý vị. Mã số 14. Rồi, tiếp tục mã số 15. Một tác phẩm khế. Đây, anh chị em mình xem tác phẩm khế. Mặt đế trải. À, cái đoạn này nó có một cái tay này rất là hay nè. Nó hồi lại bộ cốt. Tất cả các cán rất là to. To hết rồi. Mặt đế trải bốn bên quý vị. Cái đoạn cốt đó nó lắc. Lực cái chỗ này ha. Quá lực rồi. Những cán to hết rồi quý vị. Rồi, tiếp tục mình đo cái
kích thước đi. Nó kéo hết luôn rồi nha. Nó liền hết rồi mà. Liền xèo luôn. Hoành thân nó ngay điểm này là 40. 40. Hoành ngay thước 40. Tàng 85. Tàng là 85. Cao 55. Giá giao lưu của cả nhà mình là 9 triệu. 9 triệu mã số 15. Tiếp theo là mã số 16 Mai Chiêu Thủy, hàng bưng bê. Tàn là cũng mịn hết rồi quý vị. Vàng trắng à. Già nó trắng rồi, nó già già cây. Tán mịn rồi, bắt đầu hoa nó kín cả cây rồi. Đấy, hàng bưng bê. Đấy quý vị, rất đẹp mắt là dì tán cốt, già cây già cốt. Đấy, hai mặt. Rồi, ok, em để xuống báo kích thước. Tán đồng mình hết rồi. Đây cái trung nu nha cả nhà. Trung nu. Hoành thân 22. 22, hoành cổ thân. Tàng 48. Tàng là 48. Cao 30. Cao 30. Mã số 16. Bao nhiêu tiền vậy? Cái này giá 6 triệu. 6 triệu. Mai Chiêu Thủy mã số 16. Tiếp tục mã số 17 cũng là Mai Chiêu Thủy. Da đen Mai Chiêu Thủy. Anh chị em mình xem cái bộ cốt nè, giữa các đường thân nè. Cầm vân cả nhà. Cũng là duyên cây. Đây là mã số 17 Mai Chiêu Thủy, nu da đen. Rồi tiếp tục em mình xây được không? Nếu mình xây được mình xây mặt bên kia luôn. Đấy quý vị, tội nghiệp em chưa bưng bê lên vì không gian nó cũng quá chật quý vị. Rồi ok được em. Về kích thước của tác phẩm Mai Chiêu Thủy này, mã số 17. Hoành thân đó là 70. 70. Hoành thân 70. Tàng 65. Tàng là 65. Cao 58. Ở đây báo giá với cả nhà mình 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi, mã số 17 Mai Chiêu Thủy. Rồi và vừa qua Thanh Phú cùng nhà vườn chia sẻ một số bonsai cũng nhiều chủng loại, cũng có nhiều size như nhiều kích cỡ. Quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có nhà ý thì hãy nhấc máy lên liên hệ trực tiếp nhà vườn, có mã số của từng tác phẩm. Và cuốn video hôm nay thì nhà vườn cũng có chia sẻ và báo giá từng tác phẩm đấy quý vị. Anh chị em mình cùng xem clip và ủng hộ nhà vườn. Và Thanh Phú chân thành cảm ơn quý vị cùng anh chị em đã bỏ chút thời gian xem hết cuốn video này. Và hãy để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Và hẹn lại quý vị cùng anh chị em những tập tiếp theo từ các nhà vườn để giao lưu bonsai. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.